đã mua được xe thì phải biết cách chăm sóc xe. Đó. Như tình trạng đây là một chiếc Hyundai N250, các bạn thấy cabin nó lật lên được này. Và đây đang là khối động cơ D4CB ha. Thì cái chiếc xe này bên mình đang làm kim phun, đang tháo các cái cây kim phun đây ra để đem đi phục hồi lại ha. Thì đâu đó chi phí khoảng tầm 13 đến 15 triệu. Kể cả việc thay lọc dầu, xúc bình dầu, vệ sinh lại các EGR, rồi vệ sinh lại bộ lọc khí thải thì đâu đó nó khoảng 17 triệu nha. Thì cái chi phí này cũng không quá là cao. Nếu như anh em so với chúng ta mang vào những cái trung tâm lớn thì cái chi phí để anh em có thể làm hoàn thiện một cái chiếc xe như vậy, vệ sinh phục hồi là các cây kim phun này, rồi vệ sinh họng gió nạp này, vệ sinh EGR này, vệ sinh bộ lọc khí thải này, rồi thay lọc dầu này, rồi xúc bình dầu này, thì chi phí ít nhất nó phải từ 22 đến 25 triệu. Đó. Vậy thì tại sao lại xảy ra những cái sự kiện như thế này? Tại sao mà những cái dòng xe như vậy chúng ta lại phải đi phục hồi là kim phun ha? Thì các bạn xíu nữa các bạn sẽ ra và xem cái nguyên nhân nó ở đâu nhé. Còn bây giờ đây là cái chiếc xe thứ nhất thôi, và các bạn hãy sang để chúng ta cùng tìm hiểu cái chiếc xe thứ hai nhé. Và đây là cái chiếc xe thứ hai, thì các bạn quan sát thì đây cũng là một con N250 luôn, và bên mình cũng đang tháo kim phun đi để phục hồi ha. Thì chi phí cũng tương tự y chang con kia, hồi nãy mà mình mới diễn tả cho các bạn. Thì con này mình cũng sẽ vệ sinh lại cái họng gió nạp, van EGR, thay lọc dầu, xúc bình dầu, rồi vệ sinh bộ lọc khí thải. Đó là những hạng mục bắt buộc mình sẽ phải làm khi mà mình tiến hành phục hồi một cái dàn kim phun của bất kỳ một cái chiếc xe nào, để làm sao hoàn thiện nhất cho cái quá trình bên mình phục hồi và sửa chữa lại xe. Thì các bạn thấy là cái việc mà chúng ta phục hồi các cái kim phun này nó chưa đủ đâu nhé ha. Cái việc có rất là nhiều cái nơi người ta chỉ tiến hành người ta phục hồi là kim phun cho anh em thôi, thậm chí người ta còn không xúc bình dầu cho mình. Những cái việc này rất là nguy hiểm, dẫn đến là khi mà anh em chạy một thời gian sau thì những cái dầu dơ từ bình dầu nó lại tiếp tục lên và nó làm hư hỏng các cái kim phun trên này. Đồng thời là cái việc gì nữa, khi mà xe chúng ta bị hư kim phun thì khói đen đó rất là nhiều, và thông thường những cái gara khác thì họ sẽ mang những cái bầu lọc khí thải đi, họ hủy bỏ, họ đục bỏ, bởi vì họ nói rằng là những cái chiếc xe mà nó bị khói đen nhiều sau khi đã làm kim phun này là do những cái bầu lọc đó, nên là điều đó không chính xác nha. Các cái bầu lọc khí thải nó có chức năng để nó giảm cái lượng khói đen của một cái động cơ Euro 4, chứ không phải là nó làm ra cái hiện tượng khói đen, mà do các bạn bị hư hỏng các cái cây kim phun này thì khói đen nó mới ra, và nó được cái bầu lọc nó giữ lại, nó không cho ra môi trường. Dẫn đến là khi mà anh em đạp ga lớn thì những cái muội than nó sẽ bị đẩy ra ngoài và khói đen nó sẽ ùa ra ngoài, nhìn rất là ghê. Đó chính là cái việc mà bên mình, khi mà bên mình đã phục hồi và sửa chữa một chiếc xe thì bên mình sẽ vệ sinh lại toàn bộ cái họng gió EGR cũng như bộ lọc khí thải, thì cái xe của bạn nó mới hoàn thiện được. Nếu không thì nó vẫn cứ bị cái tình trạng khói đen ha. Và như vậy thì nhiều anh em đi chữa xe về vẫn không có hài lòng. Và đặc biệt là như cái vấn đề mà anh em không xúc bình dầu, hoặc là anh em thay những cái lọc dầu. Rồi, anh em thứ nhất là anh em không thay cái lọc dầu diesel này, hoặc là anh em thay những cái lọc dầu lô, lọc dầu không chính hãng. Thì cái việc để chúng ta có thể nâng cao tuổi thọ của cái cây kim phun ở trên kia thì nó cũng không có ý nghĩa gì. Hoặc là ví dụ anh em không bảo dưỡng, không vệ sinh định kỳ, anh em không vệ sinh định kỳ cái bình dầu như thế này, thì cái việc chúng ta phục hồi kim phun xong thì nó vẫn làm cho cái tuổi thọ của cây kim phun chúng ta sau khi sửa chữa nó cũng rất là ngắn. Có anh em thì chỉ cần 3 tuần là anh em lại thấy cái hiện tượng là xe nó bị yếu này, khói đen này. Còn nhiều anh em thì khoảng 6 tháng. Để thông thường thì mình thấy nếu như bên mình mà những anh chủ xe nào đã phục hồi kim bên mình nhưng anh em không biết bảo dưỡng xe thì đâu đó khoảng 1 năm là anh em lại quay trở lại để làm những cái kim phun trên kia. Và đây là cái chiếc xe động cơ D4CB, động cơ Hyundai thứ hai mà bên mình đang tiến hành làm kim phun. Vậy thì các bạn hãy xem nguyên nhân tại sao các bạn lại phải phục hồi những cái kim phun này với số tiền từ 17 đến 2, thậm chí là tiền 20 đến 25 triệu cho mỗi lần sửa xe như vậy. Vậy thì nguyên nhân nó nằm ở đâu? Nó nằm ở cái chất lượng của cái động cơ này hay là nó nằm ở đâu? Thì các bạn hãy tiếp tục theo mình ra chân để mình xem các cái bình dầu sau khi xúc xong, vệ sinh xong thì nó sẽ như thế nào. Và đây anh em hãy xem cái bình dầu mà sau khi bên mình xúc sạch nè. Luôn luôn có cặn bẩn dầu dơ, đây chính là nguyên nhân dẫn đến là những cái chiếc xe này nó hay bị hư hỏng về hệ thống kim phun ha. Và đây các bạn thấy đây là bình dầu của cái chiếc xe thứ hai. Nãy giờ mình quay cho các bạn hai chiếc xe bị hư kim đúng không? Và các bạn có thể thấy là cái cạnh dầu hoặc cái dầu trong bình dầu nó. Các bạn có thấy nó khác nhau không? Đó, nó giống y chang nhau. Và đây chính là cái nguyên nhân dẫn đến tình trạng những cái dòng động cơ D4CB này hư hỏng kim hiện nay khá rất là nhiều. Vậy thì các bạn đã hiểu nguyên nhân là tại cái động cơ hay là tại nguyên nhân gì chưa? Rồi, và một cái giải pháp để cho anh em có thể hạn chế được các cái vấn đề hư hỏng kim phun cũng như là các cái vấn đề liên quan đến hệ thống kim phun, bơm quá áp, thì các bạn có thể sử dụng một cái sản phẩm những cái chai D12 này để chúng ta sử dụng định kỳ, có khoảng tầm 5 đến 10.000 cây anh em có thể dùng một sản phẩm như thế này để nó làm sạch cái hệ thống nhiên liệu của chúng ta cũng như là làm sạch các cái bát kim phun. Từ đó thì tuổi thọ của các cái cây kim phun, đặc biệt là các cái dòng xe này nó trở nên nó bền bỉ hơn, và chắc chắn rằng là trong một thời gian dài, nếu mà anh em sử dụng kết hợp với cái giải pháp là chúng ta sử dụng dầu, đổ dầu sạch này, chúng ta thay lọc dầu diesel chất lượng hàng tốt và định kỳ, với cái việc các bạn vệ sinh nhiên liệu bằng một chai D12 này nữa, thì các cái vấn đề về kim phun cũng như là các cái vấn đề liên quan đến hệ thống bơm bét thì nó sẽ giảm đáng kể cái vấn đề các cái hư hỏng mà bây giờ rất là nhiều xe đang gặp. Đó, thì các bạn thấy là bên mình đang ngâm dung dịch để vệ sinh các cái bầu lọc khí thải này. Đó, chứ bên mình không có tiến hành đục bỏ. Và mỗi một lần mà ngâm như vậy á, thì các cái mùi than ở trong cái bầu này nó sẽ được vệ sinh sạch. Do đó là khi mà xe chúng ta đạp ga lớn nó sẽ không có cái hiện tượng khói đen nhiều. Đây các bạn thấy là hai cái bầu lọc của hai chiếc xe đang làm kim phun đây. Bên mình sẽ tiến hành là vệ sinh nó, chứ bên mình sẽ không tiến hành đục bỏ nha. Một số anh em thợ thì người ta không hiểu cái quy trình đó, người ta sẽ tiến hành đục bỏ cái bầu lọc này. Và các bạn hãy quan sát sau khi mà đổ dung dịch vô thì mùi than nó sẽ sủi bọt lên như thế này. Đó, và xíu nữa mình sẽ dùng cái vòi nước. Đây các bạn có thể nhìn thấy cái bô thứ hai này, tất cả các cái chiếc xe mà bị hư hỏng kim phun thì mùi than nó ra rất là nhiều, các bạn thấy không? Đây. Đó, như cái chiếc xe này mùi than cũng ra rất là nhiều này. Đó, xíu nữa thì mình sẽ xịt rửa lại bằng nước sạch thì nó sẽ rất là sạch. Cái bầu lọc của bạn nó sẽ không còn khói nữa. Cái bầu lọc này nó sẽ có chức năng là nó giữ lại các cái mùi than để mà nó đảm bảo cho cái lượng mùi than nó sẽ không có phát thải ra môi trường, gây ô nhiễm môi trường. Đó, chứ không phải là các cái bầu lọc này nó tạo ra khói nha. Khói hay không là phía trên cái động cơ của chúng ta, do xe chúng ta bị hư hỏng kim phun hay là gì đó thì nó mới sinh ra khói thôi. Còn cái bầu lọc này nó có chức năng là nó giữ lại mùi than để cho mùi than nó không ra môi trường, gây ô nhiễm môi trường. Nên là rất là nhiều anh em thợ là người ta hiểu sai về cái vấn đề này, dẫn đến là khi mà xe anh em đi bị hư hỏng kim phun thì người ta sẽ tiến hành đục bỏ các cái bầu này, rất là đáng tiếc cho mọi người, cho những anh em chủ xe. Và đây anh em thấy là bầu lọc khí thải sau khi mà được vệ sinh bằng D30 nó sạch dữ không? Toàn bộ cái mùi than là nó mất hết nhá. Đó, và như vậy thì các cái bầu lọc này lại được tiếp tục sử dụng và nó sẽ đóng góp vào cái việc giảm khói của những cái chiếc xe Euro 4 như thế này. Rồi khi mà bên mình tiến hành vệ sinh sửa chữa kim phun thì bên mình sẽ đồng thời bên mình trong cái thời gian đó thì bên mình cũng sẽ vệ sinh luôn cả cái két EGR. Đây là cái két làm mát EGR của các cái dòng Kia hoặc là Hyundai N250. Thì bên mình sẽ ngâm dung dịch như hồi nãy rồi sau đó mình xịt rửa sạch lại. Thì ở trong đây nó cũng có một cái lượng than nó bám, lượng mùi than bám rất là nhiều vào trong đây, nó gây nghẹt các cái két làm mát EGR này. Và khi mà các bạn đạp ga lớn thì những cái mùi than này nó sẽ đi vào đường gió nạp và nó làm cho cái xe chúng ta nó sẽ thêm một phần khói ha. Đây các bạn thấy là sau khi mình vệ sinh, và đây là cái cổ gió ha. Đây là đường gió nạp vào trong động cơ. Thì khi mà đối với các dòng Euro 4 á, thì chạy một thời gian khoảng từ 70 đến 100.000 cây thì cái lượng khói đen kết hợp với lại cái nhớt của động cơ, cái hơi thừa của động cơ nó sẽ tạo ra một cái lớp màng dơ ở đây bám rất là nhiều và nó làm cho cái lượng gió vào động cơ của chúng ta nó không có đủ, nên là làm cho xe chúng ta sẽ chạy yếu một phần. Do đó là bên mình khi mà bên mình tiến hành vệ sinh kim phun, sửa chữa kim phun thì bên mình cũng sẽ tiến hành vệ sinh các cái đường gió nạp như thế này. Và đây là cái van EGR của nó ha. Van EGR thì sau khi mà Chúng ta chạy khoảng từ 70 đến 100 ngàn cây, chúng ta nên cho đi bảo dưỡng và vệ sinh là cái van EGR như thế này. Thì cái việc cái van EGR này hoạt động không chính xác, đóng mở không đúng thì nó cũng sẽ làm cho cái chúng ta bị yếu hoặc là bị khói đen nhiều. Đây là một bộ béc full mới phục hồi xong, thì các cái bộ này các bạn thấy là sẽ thay cả đầu kim và van luôn. Thì trung bình một cái bộ này thì chi phí hết khoảng tầm hơn 21 triệu. Đây các bạn thấy phụ tùng thay thế đây, một cái đầu kim mới và một cái van mới. Thì cái bộ kim này đã thay thế mới hết hoàn toàn. Đây là các cái phụ tùng thay thế của nó đây. Đó, mỗi một cây đi theo một bộ đầu kim và van kim như thế này. Thì với một cái chiếc xe như vậy thì khi mà các bạn thay thế đầu kim và van kim thì nó tránh các cái trường hợp như là xe có tiếng gõ sau khi tiếng gõ, hoặc là xe bị khói đen sau khi mà mình phục hồi kim full ha. Đây chính là cái bộ kim mà trên các cái chiếc xe hồi nãy, hai chiếc xe bên đây là 250 mà mình quay cho các bạn xem đó. Đã chi rất nhiều tiền để mua những chiếc xe đời mới thì anh em cố gắng vệ sinh chăm sóc cái chiếc xe của mình sao cho nó đúng và nó chuẩn theo cái lộ trình chăm sóc bảo dưỡng của những cái dòng xe Euro 4 thì chắc chắn chiếc xe của bạn nó sẽ bền thôi, chứ nó không phải như những cái chiếc xe như thế này nhé.